Sáng ngày 23 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, công an đã làm việc với nghệ sĩ Quốc Cơ, một trong hai nghệ sĩ vừa chạy xe, vừa làm siết chồng đầu. Qua làm việc, nghệ sĩ Quốc Cơ cho biết, hình ảnh đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội là do anh cùng em trai thực hiện quảng cáo cho một hãng xe điện. Việc quay quảng cáo được thực hiện ở khu vực được rào chắn cẩn thận, không phải đường giao thông đang sử dụng. Quá trình thực hiện có bảo hộ, xe cấp cứu và được sự đồng ý của đơn vị quản lý khu vực. Tất cả đều có hợp đồng và giấy tờ đầy đủ. Về cảnh quay hai nghệ sĩ chồng đầu lên nhau khi xe máy đang di chuyển, nghệ sĩ Quốc Cơ cho biết có buộc dây an toàn. Người phía trên được cố định bởi một hệ thống cần cẩu, xe máy di chuyển rất chậm, có ekip đoàn làm phim theo sát.